Hôm nay em giới thiệu tới các bác xem một chiếc xe rẻ đẹp, ít tiền, chỉ có hơn 100 triệu thôi. Và các bác có thể là mua được một chiếc xe đẹp như này rồi. Đấy, xe sáng đẹp cả xe luôn các bác nhá. Xe đăng ký biển 98, một chủ từ đầu luôn. Đấy, xe một chủ từ đầu luôn các bác nhá. Xe này mang tên là Daihatsu Sati, sản xuất năm 2007, đăng ký đầu năm 2008, số sàn máy 1.6, máy xăng các bác nhá. Đấy, xe con thì các bác biết rồi, là thường thường là đều là máy xăng cả, ít khi là máy dầu lắm. Chỉ là máy xăng thôi, đúng không ạ? Mà Daihatsu Sati thì không bao giờ có xe nào là máy dầu cả, đúng không ạ? Thì bây giờ mời các bác xem chi tiết về cái mẫu xe này nhá. Em sẽ quay để làm sao các bác cảm nhận một cách tốt nhất về chiếc xe này. Xe sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Các bác mua chiếc xe này về là chỉ việc đi thôi, chỉ việc đổ xăng chạy thôi nhá. Đấy, chiếc xe các bác thấy không ạ? Rất là đẹp, đúng không ạ? Lộ ngoại thất rất là sáng, sạch sẽ. Sườn được bọc inox và tay cầm cũng vậy, được bọc inox rồi, một dàn lốp dày. Một dàn lốp khá là dày, đúng không ạ? Một dàn lốp khá là dày luôn. Đấy, lộ thất rất là sáng sạch nhá. Em mới có thể là quay sơ qua để các bác xem. Đây các bác xem này. Vô lăng rất đẹp luôn. Vô lăng không bị mòn, không bị trầy xước, không bị bong chóc gì, đúng không ạ? Nội thất đây nhá. Nội thất màu kem, màu xám kem. Nội thất màu xám kem các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác quan tâm đến cái mẫu xe này thì mời các bác qua xem để được biết chi tiết về mẫu xe này bên em nhá. Hiện tại thì những cái mẫu những chiếc xe mà mang tên là Daihatsu Sati này ạ thì bên em đang có rất là nhiều. Hiện tại thì đang có tầm khoảng 6 đến 7 chiếc. Đang có 7 chiếc các bác nhá. Đang có 7 chiếc như thế này. Thì là lượt từ đời 2005 cho đến 2010. Đấy. Với cái tầm tiền từ 100 nói chung là đủ các giá các bác nhá. 120, 130, 140, 150, 160 đều có đủ cả luôn. Đấy, đầy đủ hết các bác nhá. Thì mời các bác xem chi tiết cái hình thức bên ngoài của chiếc xe này. Đấy, xem xong phần này thì tất nhiên là sẽ đến những cái phần như là về nội thất, như về gầm và máy. Đấy, máy của xe rất là sáng đẹp luôn. Các bác cứ đợi em một chút, em sẽ quay phần máy các bác xem nhá. Máy rất đẹp luôn. Da máy của xe rất là sáng. Đấy, sơn xi sạch sẽ. Đấy, đèn cũng vậy, đèn rất là sáng đẹp nhá các bác nhá. Đấy, xe biển 4 số 16773. À 1673. Đấy, các bác xem này. Đấy, xe này đẹp nhưng mà em cũng sẽ làm video nó nhanh gọn thôi nhá. Để các bác nhà mình nắm được thông tin nhanh. Vì trời cũng sắp tối rồi, cho nên là em sẽ quay nhanh về chiếc xe này gửi cho các bác xem. Đấy, lốp rất là dày luôn này. Lốp dày nhá. Là răng đúc 4 quả theo xe, một quả nữa ở trong cốp nữa là 5 quả theo xe. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020. Còn khá là dài đúng không ạ? Khá là dài rộng luôn. Đấy các bác xem này. Hình thức bên ngoài rất là đẹp nhá. Thân vỏ rất là cứng. Thân vỏ không bục mọt. Và chiếc xe này thì cũng có bị quẹt thôi, chứ còn thì không bị đâm đụng nặng các bác nhá. Đấy, chỉ bị va quẹt nhẹ phần sườn bên ngoài thôi, chứ không có đâm đụng nặng. Đây, form sườn bên phụ đây, các bác xem này. Tất cả những cái phần sườn của xe rất là khít. Đấy, không có lồi lõm gì, căng đét luôn. Đấy các bác xem, căng đét luôn. Phần sườn bên phụ của xe căng đét luôn. Và phía đằng sau đây, đấy, đèn rất là sáng, sơn xi sạch sẽ. Đấy, tất cả góc cạnh của xe rất là đều, đúng không ạ? Rất là đều, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xem nhá. Cái phần sang bên sườn bên lái của xe đây, bên tải, đúng không ạ? Đấy, la răng cũng vậy nhá. La răng lốp láp rất là dày và la răng rất là sáng đẹp. Ở những cái phần gioăng này, những cái gioăng, những phần nhựa của xe có thấy rất là tươi. Đấy, tay lắm được mạ ốp mạ chrome sáng bóng luôn. Đấy, nốp la răng đây các bác nhá. Em sẽ quay đến phần nội thất thì mời các bác nhà mình xem kỹ nhá. Đấy, mở cả cốp này. Đấy, mở cả máy ra luôn cho các bác xem. Đấy, nội thất em sẽ quay trước. Tiện thì có thể là em quay phần cốp luôn nhá. Đấy, phần cốp này. Phần cốp rất là mỏng luôn. Đây,
khoang cốp đây. Đây thì đẹp nhá, thì rất đẹp. Bây giờ em mời các bác xem vào đến cái phần khu vực lốp, để lốp dự phòng này. Đây các bác xem này, một quả la răng nữa được đặt ở đây đúng không ạ, không bị han dí mục mọt gì. Đấy rồi, ok. Và bây giờ em đang mở tất cả cánh cửa ra rồi, thì bây giờ mời các bác xem chi tiết về chiếc xe này nhá. Các bác xem video của em thì các bác hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh và ấn một lần nữa là lần thông báo chuông, để mỗi khi em đăng video nào lên thì các bác sẽ được tiếp cận video một cách tốt nhất. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để được thông báo nhé. Đây, khép cánh cửa đây. Đây, táp ly cánh cửa rất là sáng mà còn rất là tươi này. Ngọn vách cửa đây. Đấy, vách cửa này, con bu lông của xe rất là sáng và tươi. Sàn bọc da, có tấm lót ở trên rồi. Đấy, và đây là phần táp lô nhá. Dòng này thì táp ly, táp lô của xe đều được thiết kế là bằng một loại da cao cấp, loại da xịn luôn. Xe được trang bị màn hình và camera lùi sắc nét luôn. Đấy, cù số cũng như là phần cần số nhá, và cần phanh tay này. Đấy, đồ nhựa xe rất là tươi luôn này. Đấy, xe được trang bị khóa khiển nhá, khóa khiển bấm từ xa. Đấy, đồ nhựa xe này, có xe này, đồ nhựa xe rất đẹp luôn này. Đấy, trần ní nguyên bản và còn rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ luôn. Một cánh đằng sau nữa nhá. Đấy, táp ly cánh cửa xe đây. Đấy, cánh cửa này. Đấy, các bác cùng em xem kỹ nhá. Đấy, chỗ này thì cái gioăng này hơi bị sứt, thì em cũng chia sẻ với các bác nhiều rồi. Để cái gioăng này nó cũng rất là rẻ thôi, chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, phần khung cột kèo đây. Đấy, vách cửa đây. Em quay kỹ nhưng mà em cũng sẽ quay nhanh một chút chứ sẽ không quay chậm. Đối với lại một số những chi những cái chiếc xe mà quay thời điểm sớm nhé. Thời điểm này là cũng hơi tối một chút rồi, thì em cũng sẽ quay nhanh thôi. Đấy, bộ ghế da còn đẹp, các bác thấy không ạ? Đấy, bộ ghế da còn tương đối là đẹp nhé. Đấy, lý đằng sau vẫn còn mới luôn này. Đấy, lốp đây, lốp đa răng đây. Đấy, khung gầm luôn nhé, hiện đây em quay khung gầm luôn. Đấy, các bác xem. Đây, gầm sàn của xe đây. Đấy, cái chỗ kia nó chỉ hơi han han thôi nhá, chứ không bị mục mọt đâu các bác nhá. Hơi han han thôi chứ không bị mục mọt đấy các bác nhá. Đây, quay các bác xem luôn này. Xe rất là sáng đẹp luôn. Bây giờ mời các bác xem đến cái phần cánh đằng trên này. Cánh đằng trên của bên lái này, bốn kinh điện của xe lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đấy, dòng này thì luôn luôn cốp được mở vị trí này đúng không ạ, ấn mở cửa bằng điện luôn. Đây, vách cửa đây. Chiếc xe này thì có cái ghế, có cái mặt ghế này nhá, có mặt ghế nó bị lột ra nhá. Các bác về mình may lại cái mặt này. Đấy, may luôn cái mặt này. Đây, khung vuông này, khung vuông này. Các bác bầu thợ ra người ta bọc lại chỗ này cho. Đấy, vá. Đấy, cắt cái miếng ra và vá lại, chỉ có mất tầm khoảng 200 nghìn thôi là xong nhá, rất là đơn giản luôn. Vách cửa này, chiếc xe có cái vô lăng rất là đẹp, không bị mòn đúng không ạ. Táp lô luôn nhá. Đấy, đây là mặt đồng hồ này, xe cực đẹp luôn, xe chạy ít cho nên nó mới được tươi như thế này. Đấy, các bác nhà mình nhìn thấy rồi, em đang quay tương đối là kỹ, tương đối là chi tiết luôn để các bác nhà mình ngắm đúng không ạ. Chuẩn bị em quay đến cái phần gầm bên đây và phần khoang máy. Đây các bác nhá. Đấy, nên nó chỉ han han đây này thôi chứ không bị mọt gì đâu. Đấy các bác nhá, nó chỉ hơi han han đây này này. Đấy, chứ không bị mọt nhá. Đấy, nó han han này thôi. Các bác về chấm sơn vào thì nó sẽ hết ngay. Mục mọt là không có trên cái mẫu xe Lancetti này nhá. Đấy, các bác xem.
Khoang máy này, khoang máy như mới luôn. Đấy, con xem này, khoang máy như mới luôn nhá. Máy quá đẹp luôn này. Cabo chống nóng vẫn còn rất đẹp. Đây khoang máy đây, các bác xem nhá. Đây, có mấy khi có được chiếc xe mà khoang máy đẹp như này đúng không ạ? Đấy, vâng, ok, em cũng đã quay xong về chiếc xe Lacetti này. Mời các bác đến xem để được cảm nhận về xe nhá. Ngoài những cái mẫu xe này thì em cũng đã giới thiệu và chia sẻ với các bác rồi, là bên em cực kỳ là nhiều những mẫu xe khác với những cái tầm tiền từ 100 triệu cho tới 300-500 triệu, rất là nhiều luôn. Và những cái mẫu mà trên dưới 200 triệu thì là nhiều nhất ở bãi nhà em nhé. Đấy, và giá cả thì các bác hãy alo để có một cái giá tốt nhất về những mẫu xe bên em đang có, đặc biệt là cái mẫu xe này. Và cụ thể giá về chiếc xe này em sẽ ghim chi tiết ở phần tiêu đề, các bác hãy chú ý nhìn ở phần tiêu đề nhé. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Và em bây giờ sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái chương trình, những cái video lần sau. Các bác hãy xem ủng hộ nhé.